nha. Lên diu, lên diu. Lên view các chị ơi. Ai mới vào cho tôi tiếng nè. Hello Thùy Dương nha. Chào Thùy Dương. Chào các tình yêu của chị nha. Lên view đi nào, lên view tiếp tục tặng quà nha. Chia sẻ 10 nhóm công khai và 2 lần về trang cá nhân này. Bấm theo dõi Facebook này và chụp lại chia sẻ để nhận quà nhá. Ai có tên là lại có quà. Chỉ cần chia sẻ 10 nhóm vào đây xem live là nhận quà thôi. Ok không ạ? Mới vào ai mới vào xem live thì chào Thu Tiếng như nào. Xem nó có bị ẩn comment không. Nếu không bị ẩn comment rồi bắt đầu chơi game để tặng quà nhá. Hello Phạm Ngọc Ánh nhá, chào mọi người. Ok lên view đi nào. Lên view tiếp tục tặng quà nào. Lên view chúng ta lại giải câu đố này nhá. Câu đố muôn thủa này. Câu này rất hay mà chưa có gì ạ. Câu có trả lời chính xác nhất nha mọi người ơi. Lên view để gì ạ? Lên view để giải tiếp câu này nha. Lên view tiếp tục nha. Mới vào chào Chu một tiếng đi nào. Thấy gì mọi người ơi? Trên lên view nha. Một ông già mù đi bộ từ sáng quanh công viên này. Hỏi ông già ấy thấy gì nha. Lên view nào mọi người ơi, lên view nào. Một ông già mù đi bộ từ sáng đến tối quanh công viên. Hỏi ông già mù thấy gì nha. Lên view tôi lại gợi ý câu này nào. Ok, chia sẻ 10 nhóm công khai 2 lần về trang cá nhân này. Bấm theo dõi Facebook và chụp lại chia sẻ. Ok. Chị Thu hôm nay xõa tóc dài, xinh quá, cảm ơn em. Thấy mệt chưa đúng này, thấy khỏe, thấy sốc, thấy chán, thấy buồn, thấy mệt. Chưa chính xác luôn. Một ông già mù nha. Lên view em gợi ý câu này nào. Lên view gợi ý câu này gồm có mấy từ nha. Lên view gợi ý câu này gồm mấy từ nào. Tiếp tục lên view gợi ý câu này ạ. Ok mọi người ơi, chia sẻ lên view em gợi ý câu này nào gồm có mấy từ nha. Một giải đặc biệt là một phần quà trị giá 1 triệu đồng luôn. 1 triệu đồng cho ai giải được câu này. Phần quà là 1 triệu đồng. Và có hàng nghìn giải khuyến khích trị giá 350. Ok không ạ? Giải được câu này sẽ có giải đặc biệt. Không giải được câu này sẽ có giải khuyến khích. Ok không ạ? Thấy mù chưa đúng ạ? Thấy bóng tối, thấy khỏe, thấy ớn, thấy đau, thấy mỏi chưa đến xác luôn. Thấy khỏe quá khỏe, thấy ớn chưa đúng này. Thấy gì mọi người ơi, lên view nào. Thấy quá khỏe chưa chính xác em yêu. Thấy gì hai từ nha. Thấy gì ạ? Lên view gợi ý rồi nhá, gợi ý luôn rồi. Chị đang định là từ từ hãng gợi ý mà chị quên chị đọc luôn mất rồi. Gợi ý câu này có hai từ nha. Gợi ý câu này có hai từ này. Lên view tiếp tục gợi ý câu này nha. Hai từ nhá mọi người ơi. Thấy mù chưa đúng, thấy buồn tẻ chưa đúng này. Thấy thuộc, thấy lối, thấy giỏi, thấy đau, thấy khổ. Thấy đuối, thấy dừ, thấy dừ chưa đúng ạ. Lên view nha. Một giải đặc biệt trị giá 1 triệu đồng và một giải khuyến khích trị giá 350 nha. Giải khuyến khích thì có rất nhiều. Giải đặc biệt thì chỉ có duy nhất một giải thôi. Một giải đặc biệt và giải khuyến khích đây. Giải khuyến khích là một set son như thế này. Trị giá 350 và một giải đặc biệt trị giá 1 triệu đồng à, ok không ạ? Ai lên view nào? Lên view em gợi ý tiếp nào. Một ông già mù đi bộ thấy tối, thấy son, thấy quen, thấy quá khỏe. Thấy giỏi chưa đúng nhay ơi. Thấy giỏi chưa đúng, thấy tối chưa đúng nè. Thấy không chưa đúng, thấy gì chưa đúng, quá khỏe cũng chưa đúng luôn. Thấy gì lên view em gợi ý nào. Thấy tối, thấy màu đen chưa đúng này. Thấy quá khỏe chưa phải nha bạn ơi. Ok, mọi người ơi lên view em gợi ý câu này nha. Quá khỏe chưa đúng này. Phi thường chưa đúng này. Thấy núi, thấy sông, thấy đen, thấy tối này. Thấy mù, thấy sốc, thấy mệt, thấy đau. Chưa đúng ạ. Thấy mệt chưa đúng này. Quá khỏe chưa đúng này. Yếu đuối 3 từ rồi. Thấy yếu đuối là 3 từ rồi nha. Quá khỏe chưa đúng này. Quá khỏe chưa đúng này. Thấy ớn chưa đúng này. Công viên chưa đúng ạ. Thấy đuối chưa đúng này. Thấy mệt cũng sai này. Thấy yếu đuối chưa đúng ạ. Thấy yếu đuối là 3 từ rồi này. Thấy mệt chưa đúng này. Thấy quá chưa đúng này. Công viên chưa đúng ạ. Lên view gợi ý nhà. Một ông già mù đi bộ quanh công viên từ sáng tới tối. Hỏi ông ấy thấy gì mọi người ơi. Cảm nhận của ông già mù như thế nào khi ông ấy đi bộ cả ngày như vậy. Một giải đặc biệt trị giá 1 triệu đồng. 1 triệu đồng luôn cho ai giải được câu này. Và có hàng nghìn giải khuyến khích trị giá 350. Ok chị ạ, một giải đặc biệt và giải khuyến khích đây, giải đặc biệt đây. Ok không ạ? Nhanh lên nào, lên view gợi ý tiếp nào.
quá mệt chưa đúng này, khâm phục chưa đúng này, buồn đau chưa đúng này, thấy nhàn chưa đúng luôn, thấy gì lên view ạ. À, lên view gợi ý chữ nha. Đúng rồi, lên view đây ạ. À, lên mốc 200 gợi ý chữ gì nha. Lên mốc 200 gợi ý chữ nha. Thấy đường chưa đúng này, thấy mỏi cũng sai này, thấy đau, thấy khỏe, thấy mệt, thấy đường chưa đúng nha, thấy đói cũng chưa đúng này, thấy thế chưa đúng này, thấy vui chưa đúng này, thấy đường chưa đúng này, thấy sốc chưa đúng luôn. Thấy gì mọi người, lên view nha, lên view em gợi ý câu này, một giải đặc biệt trị giá 1 triệu đồng và có rất nhiều giải khuyến khích luôn. Giải khuyến khích là một set son như thế này, một hộp son như thế này trị giá 250, 250.000 đồng nha mọi người nha, tặng free luôn cho mọi người. Ok chưa ạ? Mỗi người sẽ được tặng một giải khuyến khích như thế này, là một cây son 3 xe, hàng lớp yêu như thế này, hộp cực kỳ sang chảnh luôn, giá 250 nha. Một hộp son như này giá 250 này và một giải đặc biệt trị giá 1 triệu đồng. Thấy bé Hường nhá, thấy bé Hường luôn. Thấy choáng váng, thấy mệt, thấy sốc chưa đúng ạ? Phi thường chưa đúng này. Thấy gì? Thật tài chưa đúng này. Phi thường chưa đúng này. Quá sức chưa đúng này. Thấy sốc cũng sai này. Thấy oải không phải này. Thấy khỏe không phải này. Thấy mỏi không phải này. Quá khỏe cũng sai luôn. Thấy gì? Hai từ ạ. Lên view em gợi ý nha. Lên view gợi ý câu này nào mọi người ơi. Lên view gợi ý nào. Quá khỏe không phục đúng bạn ơi. Quá khỏe chưa đúng này. Một ông già bị mù nhá, vừa già lại còn bị mù nữa. Trời ơi khổ thân ông ý, vừa già lại còn mù, đi bộ quanh công viên từ sáng tới tận tối khuya. Hỏi ông ý thấy gì, giải đặc biệt và giải khuyến khích trên tay em đây. Giải khuyến khích và giải đặc biệt trên tay Thu đang cầm. Một giải đặc biệt và hàng nghìn giải khuyến khích luôn. Quá khỏe không đúng này, thấy mệt chưa đúng này, thấy tối cũng sai này, thấy em không chị có thấy na lê này, thấy đói chưa đúng này, màu đen cũng chưa đúng luôn. Thấy gì mọi người ơi, lên view nào, lên view gợi ý nha, lên view gợi ý câu này, lên view nào, lên view nào, hứa luôn là gợi ý câu này thật sát cho mọi người. Thấy gì ạ? Một ông già mù đi bộ quanh công viên từ sáng tới tối, hỏi ông thấy gì? Một giải đặc biệt là 1 triệu đồng và một giải khuyến khích trị giá 250. Giải khuyến khích thì em có rất nhiều và giải đặc biệt chỉ có một giải thôi. Thấy gì ạ? Thấy tối không phải này, thấy mệt không phải này, thấy mỏi cũng sai này, thấy đói, thấy đuối, thấy mệt, thấy đau, thấy buồn, thấy khổ, tối thui sai luôn. Thấy đau không đúng này. Thấy người chưa đúng này, thấy mệt chưa đúng này, thấy gì ạ? Lên view em gợi ý nào, lên view gợi ý tiếp nha mọi người ơi. Hai từ và có mấy chữ cái nhá, hai từ rồi, lên view gợi ý gồm có mấy chữ nha. Gợi ý mấy chữ nha. Một ông già bị mù, vừa già vừa mù lại còn đi bộ từ sáng đến tối như vậy, thì hỏi ông ấy thấy cái gì? Thấy xa không đúng này, thấy mệt không đúng này, thấy một con khủng chưa đúng bạn ơi. Thấy gì, thấy gì, hai từ này. Gợi ý có chữ gì nhá. Các em ơi lên view chỉ lại gợi ý câu này có chữ gì này. Thấy đen không đúng này, thấy xa, thấy đúng, thấy đuối, thấy tối, bóng tối, thấy xa, thấy khác, thấy mệt. Chưa đúng ạ. Lên view nào, lên view gợi ý nào. Lên view gợi ý câu này nào. Thấy gì? Thấy đói chưa đúng này, may mắn chưa đúng này, thấy mỏi chưa đúng, thấy già, thấy xa này, thấy đau, thấy buồn, thấy mù, thấy đen chưa đúng luôn. Lên view gợi ý nào mọi người ơi, tiếp tục lên view em gợi ý câu này luôn nha. Gợi ý tiếp tục câu này nào, có ai giải được câu này em ghim luôn, nếu như không giải được câu này em xin mở đáp án luôn. Hai từ nha, đáp án của Thu gồm có hai từ. Thấy mệt chưa đúng này, thấy đau chưa đúng này, thấy buồn, thấy tủi, thấy mỏi, thấy vui chưa đúng ạ. Thấy đau chưa đúng này, thấy buồn ngủ là ba từ rồi. Thấy gì chưa đúng ạ? Thấy buồn chưa đúng này, bất ngờ chưa đúng ạ? Thấy tiếng chưa đúng này, vui lòng chưa đúng này, thấy uổng chưa đúng ạ? Nhanh nào mọi người ơi, gợi ý nào, đọc đáp án luôn nha. Câu này gồm có hai từ, gồm có mấy chữ cái, em gợi ý tiếp này. Gợi ý tiếp câu này có chữ gì nha.
rất là dễ luôn, thật sự câu này cực kỳ dễ luôn nha mọi người ơi. Lên view em gợi ý thêm nhá. Lên view em gợi ý thêm câu này ạ. Lên view gợi ý thêm câu này nhá. Thấy tối, thấy đen chưa đúng này. Thấy buồn, thấy oải chưa đúng này. Thấy chính mình là ba từ mất rồi. Thấy chính mình là ba từ mất rồi bạn ơi. Mù thì thấy sao được ạ? À? À, em ơi, cái gợi ý của chị là câu này là ông ấy cảm thấy gì nhá, chứ không phải ông ấy nhìn được. Đương nhiên ông ấy mù, mà nghĩa đen thì có mỗi một câu trả lời thôi. Nghĩa đen là mù sao thấy, đúng không? Thì nhưng mà cái nghĩa này là nghĩa bóng. Mà nghĩa bóng thì nó có rất nhiều câu trả lời hay. Thì cái câu trả lời hay đấy là gì? Mù. Một ông già bị mù, đi bộ quanh công viên cả ngày. Hỏi ông ấy thấy gì mà có hai từ thôi. Thấy chán chưa đúng này. Thấy xa, thấy mệt, thấy vui, thấy buồn, thấy khổ, thấy tủi, thấy ngu, thấy nhười. Thấy giỏi chưa đúng ạ. Gợi ý câu này có mấy chữ nha mọi người ơi. Lên view gợi ý có chữ gì nhá. Lên view thu gợi ý tiếp câu này có chữ gì nào. Thấy mệt chưa đúng này. Thấy gì ạ. Thấy mệt sai luôn. Thấy ổn sai luôn. Thanh thản sai mét này. Thấy mình sai mét này. Mỏi chân sai mét này. Mỏi chân cũng sai. Thấy mỏi cũng sai này. Thấy gì hai từ. Hai từ nhỉ. Thấy gì hai từ này. Bất hạnh chưa đúng này. Thấy vui thấy tủi này. Thấy mỏi thấy viên. Công viên chưa đúng này. Cô đơn chưa đúng này. Thấy gì hai từ ạ. Phục mình hai từ à. Phục mình chưa đúng ạ. Phục mình chưa đúng ạ. Thấy mà chưa đúng nhỉ. Bụng kêu bụng đói chưa đúng này. Không thấy chưa đúng này. Gợi ý nhá mọi người ơi. Lên mốc 200 nhỉ. Lên mốc 200 em đọc đáp án nào. Nếu không ai giải được câu đố này, lên mốc 200 không ai giải được, em xin phép được đọc đáp án ra nhá. Thấy cuống không phải này. Thấy choáng cũng không này. Thấy đói không phải này. Đói bụng cũng sai này. Thấy tối không phải này. Thấy buồn chưa phải bạn ơi. Thấy mình chưa đúng này. Thấy không chưa đúng này. Thấy mệt cũng sai này. Thấy gì hai từ ạ. Thấy gì hai từ. Ông già không phải này. Gợi ý câu này nhá. Một ông già. Vì sao mọi người phải nhìn kỹ câu hỏi nhá. Một ông già bị mù. Vì sao ông già lại bị mù? Đúng không ạ? Vì ông ấy đã rất là già rồi. Vì sao ông già lại bị mù mà lại đi bộ như vậy? Một ông vừa già lại vừa mù. Kết hợp giữa già và mù là gì ạ? Là một cái sự việc rất là khó khăn. Người bình thường đi bộ như vậy cũng cảm thấy rất là mệt, rất là mỏi rồi đúng không ạ? Thế nhưng ông ấy vừa già kết hợp lại còn mù nữa. Mà ông ấy lại còn có khả năng đi bộ quanh công viên từ sáng đến tận tối như vậy. Thì khi ông ấy đi bộ từ sáng tới tối như vậy thì ông ấy sẽ cảm nhận được như thế nào? Khi mà ông đi bộ nhiều như vậy thì ông ấy sẽ cảm nhận được như thế nào nhá? Mà người bình thường không thể cảm nhận được nhá. Người bình thường không cảm nhận được, nhưng ông già mù ông ấy lại có cảm nhận giác được. À, vì sao? Vì ông ấy không mù mà ông ấy bị mù, thế nên là cái cảm giác của ông sẽ nhạy bén hơn những người bình thường rất là nhiều. Mọi người để ý là những người mù người ta thường thính tai hơn. Mọi người ta thường kiểu người ta chỉ nghe rất là xa. Người ta sẽ vừa phải dùng tai để người ta nghe được những cái cảm nhận xung quanh bên ngoài, là sớm hay muộn, là khuya hay là gì ạ, là khuya hay là tối hay là sớm. Thì mọi người ơi, một ông già mù ông đi bộ từ sáng đến tối như vậy thì cái cảm nhận của ông ấy là gì ạ? Cảm nhận của ông ấy là gì? Cảm giác của ông khi ông đi bộ như vậy là gì ạ? Lên view nào gợi ý tiếp nhá. Lên view không ai giải được đọc đáp án luôn nhá. Thấy đuối không đúng, thấy khỏe khoắn là ba từ mất rồi bạn ơi. Nào nhanh nào nhanh nào, nếu không ai giải được em đọc đáp án nhá. Một giải đặc biệt là một phần quà trị giá 1 triệu đồng. 1 triệu đồng luôn nha mọi người ơi. Một giải đặc biệt là một phần quà trị giá 1 triệu đồng luôn. Một giải đặc biệt là một giải trị giá đặc biệt là 1 triệu đồng. Và có hàng nghìn giải khuyến khích trị giá 250 như thế này. Ai trúng câu này, ai trả đúng câu này sẽ có giải khuyến đặc biệt nha. Và nếu như không giải được câu này sẽ có ngay một giải khuyến khích. Thấy sốc chưa phải nha. Kim Phạm ơi, yếu đuối chưa đúng này. Thấy may chưa đúng ạ. Ok, không thấy chưa đúng này. Đông cui là gì ạ? Bán thất phục chưa đúng ạ. Lạc đường chưa đúng, thấy may chưa đúng, thấy nhọc chưa đúng, lạc đường chưa đúng này. Thấy may chưa đúng Mạnh Hà nha. Mỏi chân chưa đúng, yếu đuối chưa đúng này. Mọi người ơi, không ai giải được câu này em đọc luôn đáp án nhá. Đọc luôn đáp án nha mọi người ơi. Giải không ai giải được câu này em đọc luôn đáp án này.
Đọc luôn đáp án nha. Nếu không ai giải được em đọc luôn đáp án câu này. Đọc luôn đáp án câu này nha. Nếu không ai giải được câu này em xin được đọc đáp án này. Một giải đặc biệt trị giá 1 triệu đồng này. 200 để em gợi ý nào. Lên mốc 200 gợi ý có chữ gì nha. Lên đúng mốc 200 người xem. Em gợi ý chữ gì trong câu này. Nếu mọi người giải được em sẽ ghim ngay lập tức. Nếu như không giải được em sẽ đọc đáp án luôn. Để cho mọi người đỡ phải chờ đợi nha. Sảng khoái không phải luôn. Thấy mệt không đúng, đau chân không đúng. Thấy con chỉ đúng, thấy đường không đúng này. Thấy gì mà chỉ có đúng duy nhất hai từ thôi. Lên mốc 200 em gợi ý tiếp này. Gợi ý có chữ gì nha. Thấy mỏi không phải em ơi. Mạnh Hà ơi, mỏi không phải mà má. Ok, thấy gì này. Áo giống Quỳnh Búp Bê kìa chị. Y hệt luôn, cảm ơn em. Lẻ loi không phải này. Đọc đáp án nha mọi người, gợi ý câu này này. Gợi ý câu này có chữ gì nha. Đúng rồi, chị sẽ gợi ý câu này. Gợi ý câu này có một chữ gì nha. Lên mốc 200 chưa? Lên mốc 200 để gợi ý nào mọi người ơi. Nhanh lên nào, nhanh lên để gợi ý nào. Cố gắng chia sẻ thật nhiều cho chị đi nào. Lên mốc 200 gợi ý câu này nào. Gợi ý có chữ gì trong câu này. Sau khi Thu gợi ý xong Thu sẽ đọc đáp án luôn. Nếu như gợi ý mà mọi người trả lời được Thu sẽ ghim ngay lập tức. Nếu như mọi người không trả lời được thì em sẽ gì ạ? Sẽ đọc đáp án luôn. Và em sẽ ghim đáp án chính xác nhất cái câu hỏi của này. Câu này gợi ý này. Chuẩn bị nào, lên mốc 200 đi nào. Lên đúng mốc 200 bắt đầu gợi ý nào. Ok nha. Thấy đói không phải, thấy nản không phải, thấy mệt không phải, thấy vui không phải này. Có một chữ gì ạ? Tủi thân không phải bạn ơi. Gọi lên mốc 200 chưa nào. Em hỏi hơi vô duyên nhưng mà bao tiền chị mua có 250 thôi. 250.000 nha. 250.000 ship tận chân giường luôn. Ok, trời tối bóng tối không đúng này. Đọc đáp án, à gợi ý nha. Gợi ý có một chữ gì ạ? Gợi ý câu này có một chữ y ngắn nha mọi người ơi. Gợi ý câu này có một chữ y ngắn. Có một chữ y ngắn nha. Có một chữ y ngắn mọi người ơi. Gợi ý câu này có một chữ y ngắn ạ. Có một chữ y ngắn nha. Có một chữ y ngắn ạ. Hai từ có một chữ y ngắn nha. Hai từ và có một chữ y ngắn nào, nhanh nào. Ai giải được câu này là Thu ghim ngay lập tức nào. Hai từ có một chữ y ngắn các chị ơi. Nhanh lên em đọc đáp án nào. Ồ ok, tiếp tục các chị quẩy mạnh lên. Nếu không ai giải được em đọc ngay đáp án luôn cho các chị luôn. Chị nào giải được đáp án này em ghim ngay lập tức. Giải đặc biệt trị giá 1 củ. Ok chị ạ, giải đặc biệt đây. Và giải khuyến khích là gì ạ? Giải khuyến khích là đây. Giải khuyến khích đây và giải đặc biệt là đây. Ok không ạ? Ai cũng có giải luôn. Chỉ cần giải được câu này thôi. Có một giải đặc biệt và có hàng nghìn giải khuyến khích. Nhanh nào. Thấy đuối không phải này. Đau tim không phải này. Thấy tối không phải này. Thấy mù không phải này. Thấy mỏi không phải này. Thấy mình không phải này. Thấy ai không phải này. Thấy gì, thấy gì. Thấy gì là hai từ. Hai từ, hai từ. Chỉ có hai từ ạ. Lên view gợi ý này. Mọi người ơi, nếu không ai giải được em đọc đáp án nào. Chuẩn bị nha. Mọi người lên view đi nào. Nếu không ai giải được em đọc đáp án luôn. Tại vì em hứa với mọi người rồi là nếu không ai giải được câu này em xin em được đọc đáp án luôn nha. Sau khi công bố giải đặc biệt em sẽ ghim giải đặc biệt ngay lập tức và em sẽ gì ạ? Em sẽ tặng giải khuyến khích luôn. Giải khuyến khích là một phần quà trị giá 1 triệu đồng. À, giải đặc biệt là một phần quà trị giá 1 triệu đồng và giải khuyến khích là một set son như thế này trị giá 250. Giải khuyến khích thì em có rất là nhiều, chỉ cần vào đây chơi game vui vẻ là có giải khuyến khích rồi. Còn giải đặc biệt là ai giải được câu này sẽ có giải đặc biệt. Nhanh nào đọc đáp án nào. Nhanh nào chuẩn bị đọc đáp án nha. Một ông già mù đi bộ quanh công viên từ sáng cho tới tối khuya. Hỏi ông ấy thấy gì? Hai từ có một chữ y ngắn. Có một chữ y ngắn là có một chữ y ngắn nha. Hai từ có một chữ y ngắn. Hai từ có một chữ y ngắn nha. Đọc đáp án nha mọi người ơi. Chuẩn bị đọc đáp án nào. Chuẩn bị lên view em đọc đáp án nào. Lên view em đọc đáp án là 1 là em đọc đáp án, 2 là em mở thêm từ. Các chị thích cách nào thì comment lên. Và rồi chưa đúng này. Bóng tối chưa đúng này. Ok ạ.
chưa đúng, nói dối chưa đúng này, bóng tối chưa đúng này, tối đuôi chưa đúng này, thấy đói chưa đúng này, thấy gì hai từ và có một chữ y ngắn nha. Hai từ có một chữ y ngắn ạ. Hai từ có một chữ y. Thấy ai chưa đúng này, thấy tối chưa đúng này, đứng im chưa đúng này. Hai từ có một chữ y. Em đọc đáp án cho ai trả lời đây? Em đọc đáp án nhé mọi người ơi, đọc đáp án luôn này. Chuẩn bị đọc đáp án nào. Ổn định vị trí em đọc đáp án nha. Ok, em như kiểu con cờ lông công ấy, là cứ dãy dụa suốt ngày, ngồi ngay một chỗ không chịu được. Ok mọi người, em đọc đáp án nhé. Giải đặc biệt đây, giải khuyến khích đây nha. Giải đặc biệt đây mọi người ơi, trên mặt bàn đây này. Giải đặc biệt đây nha. Giải khuyến khích đây. Đọc nha, lên chưa nào? Lên view cho em đọc đáp án nào mọi người ơi. Lên view để em đọc đáp án nha. Em đọc đáp án ai comment đầu tiên là em ghim. Em ghim đáp án đầu tiên đó chính là đáp án chính xác nha. Thấy tỏi chưa đúng này, thấy in chưa đúng này, thấy em không đúng em ơi. Một chữ y mà, một chữ y ngắn mà. Thấy im làm gì có chữ y ngắn nào, im làm gì có chữ y ngắn nào. À thấy gì nhỉ, quên lại bảo thấy im. Thấy em làm gì có chữ y ngắn nào. Thấy mỏi sai luôn, thấy ti sai luôn, thấy mệt chưa đúng này, yêu em chưa đúng này, thấy gì có một chữ y. Chữ y đứng đầu, chữ y đứng cuối, chữ y đứng sau, chữ y đứng ở chỗ nào thì lên view em gợi ý nào. Lên view. Thấy ly chưa đúng này, thấy sai chưa đúng này, thấy tự ti chưa đúng này, thấy oải cũng sai luôn, thấy buồn chưa đúng này, thấy mệt sai luôn, thấy khổ chưa đúng này, thấy xỉu cũng sai này, thấy tối không phải này. Gợi ý câu này không có chữ thấy nhá, không có từ thấy ạ. Mọi người hãy bỏ qua từ thấy dùm em, không có từ thấy trong cái câu này. Hai từ này không có từ thấy nhá. Bỏ qua từ thấy đi, không có từ thấy đâu ạ. Thấy gì hai từ. Có một chữ y ở câu thứ mấy? Có một chữ y ở từ thứ mấy ạ? Lên view đi nào. Ok. Em đọc đáp án luôn nhá mọi người ơi, cũng muộn rồi ấy. Em đọc đáp án nhá. Người thì bảo chị ơi đọc đáp án đi, người chị ơi đừng đọc, không biết thế nào mà lần. Ok này, mọi người ơi, một là đọc đáp án, hai là gợi ý nào. Em gợi ý có chữ y nhá, gợi ý và gợi thêm, gợi ý thêm một chữ gì này. Gợi ý chữ này có một chữ gì nhá. Gợi ý này, siêng năng không phải này, mỏi nhoài hai y rồi. Cái gì hai từ, một từ im lặng cũng sai luôn. Một từ có một chữ y, một từ tiếp theo có một chữ gì. Chữ gì, bị đói không phải này, bể oải không phải này, mệt mỏi không phải này. Gợi ý có một chữ y và có một chữ chữ gì. Có một chữ y và có một chữ hờ. Chữ hờ. Chữ hát đấy mọi người ơi, có một chữ y và một chữ hát nha. Có một chữ y ngắn và một chữ hát ạ. Có một chữ y và có một chữ hờ. Một giải đặc biệt nha. Em sẽ công bố này. Một giải đặc biệt trị giá 1 triệu đồng luôn nè mọi người ơi. Một giải đặc biệt đây, trị giá là một phần quà 1 triệu đồng. Và có hàng trăm nghìn giải khuyến khích luôn. Hàng trăm hàng nghìn. Bây giờ đang là 300 mấy 400 người xem này. Mỗi người sẽ được nhận một giải khuyến khích, là một cây son trị giá 250. Mà giải khuyến khích này các chị chỉ cần chia sẻ là có ngay giải khuyến khích rồi nha. Còn giải khuyến khích này, giải đặc biệt em chỉ có một giải thôi, nhưng giải khuyến khích lại có rất nhiều. Vì ai có giải đặc biệt này em sẽ ghim ngay lập tức. Và giải đặc biệt trị giá là 1 triệu đồng, giải khuyến khích trị giá 250. Ai vào đây xem gai chơi game vui vẻ là đã được nhận giải khuyến khích rồi. Còn và ai giải được cái câu đố này sẽ có giải đặc biệt nha mọi người nha. Lên mốc đi nào, lên mốc 400 em đọc nào. Lên đúng mốc 400 đọc đáp án nào. Chuẩn bị đọc đáp án ạ. Công bố cái đáp án này luôn cho các chị luôn nha. Chuẩn bị đọc đáp án nào. Chuẩn bị đọc đáp án. Em đọc nha, chuẩn bị nào, lên chưa ạ? Lên 400 chưa? Lên 400 đọc đáp án mọi người ơi. Lên đúng 400 đi em đọc đáp án nha.
Đứa nào nói đi đâu là chó này. Bình yên không phải em yêu ơi. Không thấy chưa đúng này. Thấy vui chưa đúng này. Thấy mỏi, thấy oải, thấy buồn, thấy khổ. Thấy đau chưa đúng này. Dở hơi chưa đúng này. Không thấy chưa đúng này. Bình yên chưa đúng này. Thấy gì hai từ có một chữ y. Bình yên không phải này. Linh tinh chưa đúng này. Có một chữ y và có một chữ hờ. Có một chữ y và có một chữ hờ nha. Đọc đáp án nha. Trời ơi buồn. Có một chữ y ngắn nhá. Và có một chữ hờ. Chữ y ngắn nó nằm ở câu thứ mấy ạ? Chữ y ngắn nó nằm ở câu thứ mấy thì lên viên gợi ý này. Ok này, có một chữ y và có một chữ hờ mọi người ơi. Có một chữ y và một chữ hờ. Chữ hờ, 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 hờ trong từ gì ạ? Hờ trong từ hát hò ấy ạ? Có một chữ y trong có một chữ hờ nha. Có một chữ y và một chữ hát. Có một chữ y và một chữ hát nha. Ok, đọc đáp án nào mọi người ơi. Đáp án của Thu là gì ạ? Hơi mệt không phải bạn ơi, hơi mệt không phải ạ? Hơi mệt không phải nhỉ? Ok, ông ấy cảm thấy gì ạ? Ông ấy, mọi người ơi, mọi người ơi, già người ta hay có cả, hay cái gì ạ? Hay có cảm giác gì ạ? Cái gì là quan trọng nhất đối với người già? Cái gì là quan trọng nhất đối với người già? Thì ông này cũng là một ông già, một trong một loạt đối tượng là già. Ông ấy già nhưng mà mù này, mọi người hãy bỏ qua cái từ mù đi. Một ông già bình thường, ông ấy đi bộ quanh công viên từ sáng đến tối. Sao ông ấy lại đi bộ được như vậy? Ông ấy phải có khả năng ông ấy đi được đúng không ạ? Ông ấy phải gì ạ? Ông ấy có khả năng thì ông ấy đi được như vậy. Còn những người bình thường không có khả năng không thể đi nổi nha. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, vì sao ông ấy lại đi như vậy? Vì ông ấy cảm thấy gì? Ông ấy cảm thấy thế nào mà ông ấy đi được? Người bình thường không bao giờ đi được. Nhưng ông ấy cảm thấy gì và gì thì ông ấy đi được như vậy. Ông cảm thấy tủi thân á, tủi thân không bao giờ đi luôn. Chị mà tủi thân chỉ ở nhà đắp chăn ngủ nhà. Nhưng mà ông già này ông lại khác. Ông ấy không tủi thân, ông ấy không ngủ, ông cũng không mệt. Không phải là từ mệt nha mọi người nha. Ông ấy cảm thấy rất là gì gì. Hai từ có một chữ y và một chữ hát. Ok, đáp án chữ đầu tiên là chữ gì ạ? Chữ gì có một chữ y này. Lên mốc 500 em đọc đáp án nha. Lên mốc 500 nào, đọc đáp án luôn này. 498 người đang xem rồi này. Ok, em đọc đáp án luôn này. Đáp án của Thu rất là đơn giản luôn. Mọi người suy nghĩ càng đơn giản nó càng là đáp án chính xác. Khó thở hết sức không đúng, yêu đời không phải ạ. Hát hiu không đúng, hụt hơi không phải này. Hát hiu không phải, hụt hơi không phải, thích thú không phải. Gần đúng rồi đấy, gần đúng rồi. Thích thú là gần đúng rồi bạn nhỉ. Hy vọng hăng hái là cũng gần đúng luôn. Hăng hái và hy vọng cũng gần đúng nhưng không phải đáp án chính xác. Cái từ này nó rất là gần gũi với người già. Mà mọi người ơi, trên truyền hình nó cũng đã một có gì ạ? Trên truyền hình nó cũng đã nói về cái gì ạ? Cái việc này rồi. Việc này của những người già có dành hẳn một chương trình luôn. Một chương trình dành cho những người già. Một chương trình dành cho những người già nha. Để mọi người ơi, để gì ạ? Để làm gì ạ? Một chương trình luôn dành cho người già. Ông già đi chợ Đồng Xuân mua cân thuốc lắc về cho ông già. Đáp án của em đó chính là gì ạ? Đó chính là một từ đầu tiên là từ vui. Đầu tiên là từ vui. Thì trong cái chương trình mà ở trên truyền hình đã có từ gì ạ? Có chương trình là vui khỏe có ích đúng không chị? Đúng không ạ? Thì đáp án của em chính là từ vui khỏe. Ok chưa ạ? Hai từ đó chính là vui khỏe. Có ích không phải, trời ơi. Ông ấy cảm thấy vui khỏe. Ông ấy vừa vui vừa khỏe thì ông ấy đi được. Ông ấy buồn thì ông làm sao ông đi được đúng không? Ông ấy vui thì ông ấy đi được. Ông không những ông ấy vui, vui mà mệt thì làm sao mà đi được đúng không? Ông ấy vui nhưng ông ấy lại phải khỏe nữa thì ông mới đi được cả ngày như vậy. Còn ông ấy vui mà ông không đi được như vậy thì làm sao mà được? Thư giãn có quà này. Thư giãn có quà này. Ok, thư giãn có giải khuyến khích này. Phương Thảo có quà này. Vui khỏe mọi người ơi, không phải vui vẻ. Cao Hải Ly là người comment đầu tiên chữ vui khỏe này. Chúc mừng Cao Hải Ly. Ok, ai nữa nào? Lò Thị Việt này, hai người thứ hai này. Lò Thị Việt chữ vui khỏe này. Trời ơi, nó dễ như vậy thôi mà không ghi được. Ok này, Mạnh Hà, Mạnh Hà này. Mạnh Hà, Mạnh Hà comment sau rồi. Giải khuyến khích luôn. Ma Quang Ánh này, Ma Quang Ánh có giải khuyến khích luôn này. Ok này, Lý Hà Nam, Lý Hà Nam có giải khuyến khích này. Ok này, Nguyễn Đình Luân, Nguyễn Đình Luân có giải khuyến khích anh Luân ơi. Ok, còn ai nữa nào? Trần Thị Thư có giải khuyến khích này. Trần Thị Thư có giải khuyến khích luôn. Còn ai nữa nào? Sùng May có giải khuyến khích này. Sùng May này, Sùng May có giải khuyến khích này. Khánh Huyền có giải khuyến khích luôn. Còn chị nào muốn nhận giải đặc biệt khuyến khích nữa nào? Khánh Huyền có giải khuyến khích này. Ok, còn ai nữa nào? Ok, chị Đào Hương có giải khuyến khích này. Chị Đào Hương này, Đào Hương có giải khuyến khích này.
Sùng May có giải khuyến khích Sùng May này. Còn ai chịu có giải khuyến khích này? Nguyễn Hà, ok chị Nguyễn Hà có giải khuyến khích này. Ok, Nguyễn Thị Quyến có giải khuyến khích chị Quyến này. Còn chị nào chưa có giải khuyến khích comment lên luôn nhá. Em nói với các chị luôn, cái từ vui khỏe là cái từ rất là dễ và ý nghĩa luôn. Đối với người già, già quan trọng nhất là vui và khỏe thôi. Vui với vui vẻ với con cháu và khỏe mạnh cho các cháu nhờ. Đó chính là gì ạ? Mà em đã nói là một ông già, già thì người ta hay có cảm giác gì ạ? Người ta phải vui, phải khỏe rồi người ta mới đi được. Nguyễn Út có quà, Nguyễn Út này. Ok, Vũ Thị Ngọc Nhi có quà này. Ai nữa nào? Lê Thu Huyền có quà này. Lê Thu Huyền có quà. Còn ai chưa quà nữa nào? Còn chị nào chưa quà lát em tặng tiếp nha. Bây giờ gì ạ? Mọi người cho em xin 5 phút nha. 5 phút để em tặng quà cho những người mua hàng này. Sau đó em sẽ tặng quà cho những người chơi game. Ok này, bây giờ nha. Mọi người cho em xin đúng 5 phút. Còn ai chưa có giải khuyến khích nữa nào? Còn ai chưa có giải khuyến khích đợi em xíu xiu. Đúng 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa là em tặng giải khuyến khích cho mọi người. Mỗi người được nhận một giải khuyến khích nha. Trị giá là bao nhiêu ạ? 250.000 đồng. Và bây giờ em bắt đầu tiếp tục tặng món quà thứ hai này. Món quà này thì em có ít thôi, nhưng em sẽ tặng cho rất là nhiều người. Em cũng sẽ tặng cho khoảng 30 người. 30 người sẽ được tặng cái giải khuyến khích này nha. Giá đang là 700. Thì hôm nay mọi người sẽ được tặng cái combo này, sale xuống còn 199.000 đồng bộ này. Và được tặng 4 món, một hộp phấn, một lõi phấn, một cây son và một cây chốt mi nha. Còn ai mà chốt thì comment đây luôn, 199k bộ này. Hôm nay em sale cho đúng 30 người. Chị nào mà chốt thì chốt luôn hộ em 199 cộng số điện thoại để được chốt combo phấn này. Phấn tươi cao cấp kiềm dầu chống nắng và chống bóng nhờn, không có bị bờ bết này, không có bị lộ vân kem này, không có bị lem bị trôi. Ok chưa? Đi bơi, đi chơi, đi nắng, đi gió cả ngày luôn, không có bị trôi lem, cũng không có bị bờ bết. Và nhận hàng thì được check code kiểm tra. Ok này, không đúng thì mọi người được quay đầu trả làng luôn cho em. Còn ai chưa có giải khuyến khích nha, tiếp tục chia sẻ. Lát nữa chị Thu tặng giải khuyến khích cho mọi người. Còn bây giờ mọi người nha, em đang sale hàng này. Chị nào là người âm phủ ngày ngủ đêm chơi này thì bơi vào đây mà nhận cái combo này 199.000 đồng. Mua một em tặng 4 món này. Phấn là phấn tươi kiềm dầu chống nắng chống bóng nhờn, không bị bờ bết, không bị lộ kem, không bị lem trôi. Đi bơi, đi chơi, đi biển, đi nắng, đi gió thoải mái cả ngày luôn, không có bị trôi lem, không có bị bết dính nha. Mua một tặng 4 luôn. Mua một phấn tặng một lõi phấn, một son và một chốt mi. Em chỉ có đúng bao nhiêu ạ? Chỉ có đúng 30 bộ, chốt cho 30 người. Chị nào mà chốt cho nhanh nha. 199 kèm số điện thoại này. Phấn là phấn tươi này, hạt phấn sa tinh, chất phấn cushion này, dặm đến đâu thẩm thấu ngay đấy nha. Chị nào mà chưa được chốt bộ phấn này thì chốt ngay 199 cộng số điện thoại cho em để được chốt cái combo phấn này. Ngoài like combo này em đang bán là 700.000. Mọi người nha, nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết hàng này. Chị nào chưa chốt thì lát em tặng tiếp. Ai chưa có quà lát tặng tiếp. Chị nào có quà rồi em sẽ điểm danh. Còn chị nào hôm nay chốt bộ phấn này thì comment đây luôn 199 kèm số điện thoại này. Mua một nhận về 4 cho em. Phấn là phấn tươi, hạt phấn sa tinh, chất phấn cushion này. Mua một hộp phấn tặng một lõi là 2, son là 3, một cây chốt mi này là 4. Giá chỉ có 199.000 đồng. Em chỉ chốt đúng cho bao nhiêu ạ? Chốt cho đúng 30 người thôi. Ok, có chống nắng chị Xanh Nguyễn ơi. Phấn này chống nắng 50 cộng chị nhỉ? Chỉ số chống nắng của phấn là 50 cộng. Chống được tia UVA, tia UVB, tia tử ngoại, tia cực tím và tia hồng ngoại luôn. Ok, Suni, Su kem Zoni một bộ này. Chị nào mà chốt thì cho luôn. 199k là 4 món nha. Một hộp phấn chính, một phấn phụ là 2. Một cây son 3 xe mà là 3. Một cây chốt mi là 4 này. Son em tặng cho mọi người là son 3 xe hàng là gì ạ? Son 3 xe hàng Lai Âu Thái này. Bao giá toàn Facebook luôn. Giá chỉ có 199k bộ này. Chị nào mà chốt nhanh tay. Ok, em chốt chị Xanh Nguyễn một bộ này. Chỉ số chống nắng là 50 cộng. Chống được tia UVA, tia UVB, tia tử ngoại, tia cực tím và tia hồng ngoại luôn. Còn chị nào chốt cho luôn nha. Chỉ chốt đúng bao nhiêu ạ? Chỉ chốt 9, chỉ chốt cho bao nhiêu ạ? Đúng 10 người thôi. Ok chưa ạ? Chị nào mà chốt cho luôn 199 kèm số điện thoại này. Chỉ chốt cho 30 người thôi. Chị nào mà nhanh tay thì comment lấy luôn 199 cộng số điện thoại này. Ok, phấn là phấn tươi, kiềm dầu chống nắng chống bóng nhờn, không bờ không bết này, không bị lộ vân kem, đặc biệt không bị lem bị trôi. Chị ơi, em ghim và đọc comment theo máy chủ nhá. Chị không biết là máy chị là máy chủ. Máy chị comment trên máy chị là chủ thì chị sẽ được hiển thị đầu tiên nha. Nhưng máy em ai comment đầu tiên thì em ghim nha các chị nha. Nên là các chị ơi, các chị comment máy nhìn máy của các chị là máy chủ, nhưng máy của em mới là máy chủ livestream này, em sẽ ghim theo máy chủ nha. Em trả lời đúng chị yêu ơi. Duyên Hoàng em trả lời đúng nhưng mà em lại trả lời sau thì lấy đâu ra quà hả em nha. Còn ai chốt cho luôn nào, chỉ có đúng bao nhiêu ạ? Chỉ có đúng 199k một bộ này.
Còn ai chốt cho luôn nhỉ? 199 kèm số điện thoại này. Còn ai chốt thì cho luôn. Phấn là phấn tươi này, hạt phấn sa tinh này, chất phấn cushion này, giảm đến đâu thẩm thấu ngay đấy này, che được thâm nám sạm đen sẹo mụn này, tàn nhang nếp nhăn đồi mồi vết chân chim luôn, chỉ trong một lớp phấn cực kỳ mỏng mịn như này. Ok chưa? Mặt là mặt mộc này, phấn giảm đến đâu thẩm thấu ngay đấy này, che được thâm nám sạm đen sẹo mụn tàn nhang này, nếp nhăn đồi mồi vết chân chim và lỗ chân lông to luôn, vừa kiềm dầu tuyệt đối, vừa chống nắng vừa chống bóng cho mình. Ok chưa? Còn chị nào chốt cho luôn nhỉ? Em còn đúng 10 bộ cuối cùng. Chị nào mà chốt cho luôn cho em này, chốt xong 10 bộ này em sẽ điểm danh và tặng quà tiếp. Chị nào chưa có quà thì lát em tặng tiếp. Chị nào có quà rồi thì em sẽ điểm danh. Chị nào mà rời view sớm là mất quà nha. Còn đúng 10 bộ này, chị nào chốt cho luôn 199k được 4 món, một phấn chính này, một hộp phấn phụ là 2, một son là 3, một chuốt mi là 4. Son em tặng cho mọi người là son Thái nha. Son 3 xe hàng Lao Thái có 5 màu, cam, lạnh, tươi, đất hồng. Ok chưa? Mascara không có bị lem trôi gì chị nhỉ? Đi bơi, đi chơi, đi nắng, đi gió cả ngày không có bị lem, bị trôi, không có bị bờ bết gì cả. Ok chưa? Mascara của Maybelline hàng New York Mỹ nha các chị nhỉ. Nhận hàng được cần kiểm tra hàng trước khi thanh toán này. Ok thì lấy. Còn nếu như không ok các chị quay đầu trả hàng luôn cho em, không mất thêm bất cứ một khoản phí nào. Còn chị nào chốt cho luôn nhỉ? Em chỉ chốt trên live cho đúng bao nhiêu ạ? 10 bộ cuối cùng. Còn đúng 10 bộ chị nào chốt thì nhanh tay lại chân nhá. 199 kèm số điện thoại này. Mua 1 tặng 4, một đồ phấn, một lõi là 2, son là 3, chuốt mi là 4. Còn đúng 10 bộ này. Ok em chốt chị Ngọc Điệu một bộ này. Ok em chốt chị Thơm Nguyễn một bộ này. Còn bao nhiêu ạ? Còn 8 bộ nhỉ. Còn đúng 8 bộ này. Cherry Thùy có thấy em nhá. Còn 8 bộ cuối cùng. Chị nào mà chốt cho luôn. Ok này chị ơi, phấn dùng thích lắm nhé. Ok cảm ơn Huyên Nguyên nhá. Còn 8 bộ phấn nữa nhá. Chị nào chốt cho luôn cùng em. 199k Thanh Ngân mà lấy phấn cho số điện thoại này. Ok không ạ? Còn ai mà chốt thì con lấy luôn. 199k kèm số điện thoại này. Ok còn ai chốt thì chốt luôn nhỉ. Em chỉ chốt đúng 8 bộ nữa thôi. Sau đó em sẽ điểm danh và tặng quà tiếp. Chị nào mà rời like rời view là mất quà luôn. Ok không ạ? Còn đúng 8 bộ nữa nha mọi người ơi. Còn chị nào chốt cho luôn. Ok này thấy em rồi nha. Tặng em đi Lương Diệu ơi, đợi chị xíu nha em ơi, đợi chị mấy phút nữa nha. Chị chốt xong 8 bộ phấn này nữa rồi chị tặng quà này. Còn ai mà cảm thấy không kiên trì đợi được ấy thì mọi người có thể đi ra ngoài nha. Còn ai chưa có quà, đợi chị đúng 5 phút nữa chị tặng quà nha. Đúng 5 phút nữa tặng quà. Phan Linh, Khánh Linh, Khánh Linh, Khánh Linh phấn dùng thích lắm chị ơi, cảm ơn em. Nỗi đau không tên chị có thấy em nha. Chị ơi em trả lời sau nhưng vẫn có giải mà chị, đúng rồi Duyên Hoàng. Em vẫn có giải khuyến khích mà nha. Còn ai chưa có giải khuyến khích nha, đợi chị xíu. Chị chốt xong giải đặc biệt rồi chị tặng giải khuyến khích. Giải khuyến khích chỉ còn bao nhiêu ạ? Chỉ còn có đúng chỉ với giá 199k bộ phấn này. Còn giải khuyến khích thì cuối live chị tặng giải khuyến khích nha. Chị Thông Trúc Hiền mà lấy phấn cho số điện thoại này. Thông Trúc Hiền nha. Thông Trúc Hiền mà lấy phấn cho số điện thoại này. 199k bộ phấn này này. Mặt của em là mặt mộc này. Phấn giảm đến đâu thẩm thấu ngay đến này. Che được thâm nám sạm đen sẹo mụn này. Tàn nhang nếp nhăn đồi mồi này. Vết chân chim và lỗ chân lông to luôn. Vừa kiềm dầu tuyệt đối, vừa chống nắng chống bóng cho mình. Đi bơi, đi chơi, đi nắng, đi gió cả ngày luôn. Không có bị trôi lem, không có bị bờ bết mọi người nha. Nhận hàng thì được check code trên mã này. Ok thì nhận. Còn nếu như hàng không ok quay đầu trả hàng luôn. Còn 8 bộ nữa nha mọi người ơi, ai chốt cho nhanh nha. Em còn đúng 8 bộ nữa này. Chị nào mà chốt cho luôn nha. Chốt xong 8 bộ này em sẽ điểm danh và tặng quà tiếp này. Chị nào mà rời like rời view là mất quà luôn nha. Phấn này là phấn tươi này, hạt phấn sa tinh chất phấn cushion này, giảm đến đâu thẩm thấu ngay đến mọi người nha. Che được thâm nám sạm đen sẹo mụn này, tàn nhang nếp nhăn đồi mồi vết chân chim và lỗ chân lông to luôn. Vừa kiềm dầu vừa chống nắng vừa chống bóng cho mình. Đi bơi đi chơi đi nắng đi gió cả ngày luôn, không có bị trôi lem, không có bị bờ bết. Nhận hàng thì được check code kiểm tra. Ok đúng hàng thì nhận, không chính hãng quay đầu trả hàng luôn nha em nha. Ok này, Thông Trúc Huyền ơi, nếu mà không chính hãng quay đầu trả hàng luôn giúp chị nhá. Huệ Nguyễn mà lấy phấn cho số điện thoại này, Thu Trần lấy phấn cho số điện thoại này, Nguyễn Kiều lấy phấn cho số điện thoại này, Tiến Đạt lấy phấn cho số điện thoại nha. Ai mà chốt thì vui lòng để lại số điện thoại ngay vào luôn trên livestream này với giá được 199.000 đồng. Ok chưa ạ? Còn ai mà chốt thì chốt luôn nha. 199 cộng số điện thoại này. Em mua phấn của chị rồi, dùng tốt lắm luôn. Cảm ơn em. Còn ai chốt thì chốt luôn nha. Chỉ còn duy nhất trên live đúng bao nhiêu ạ? Đúng 8 bộ nữa thôi. Chốt xong 8 bộ này Thu sẽ điểm danh nha. Còn ai mà chưa chốt thì chốt ngay. Chốt xong 8 bộ này sẽ điểm danh tiếp. Rời view là mất quà nha. Phấn này là phấn của IOP của Hàn nhá Tiến Đạt ơi. Phấn này là phấn IOP của Hàn nhá chị nhỉ. Mua một phấn em tặng 4 món quà. Một hộp phấn, một lõi phấn là 2, một son là 3, một chút mi là 4. Chị ơi em nhận giải khuyến khích không chị? Có, ai cũng sẽ có giải khuyến khích em nhá. 199k bộ này chị Huệ ơi. Chị Huệ mà lấy phấn cho em số điện thoại nha. Em chỉ còn đúng 8 bộ nữa thôi. Chị nào chốt thì chốt nhanh giùm em nha. Chốt xong để em còn tặng quà này. Ok chị ạ. 199k nha. Mình lấy rồi, chị Thu Trần lấy phấn rồi đúng không? Ok chị nhỉ. Mình trả lời trước bạn mà bị bỏ lượt thấy đau ghê. Chị Huyên Huyên ơi, em không phải luôn nha chị nhỉ. Không phải đâu chị ơi. Máy chủ, chị ơi em đọc theo máy chủ nhá, chứ không đọc theo máy của chị. Máy của chị em có nhìn thấy đâu mà em đọc.
Em đọc là đọc theo máy chủ này, em chả quen ai cả các chị nha. Chị Đẹp ơi, nhận giải khuyến khích sao chị? Chỉ cần ở lại xem like của chị thôi, đến cuối thôi là có giải khuyến khích. Còn ai chốt được không nào? Còn ai chốt được không ạ? À? Còn đúng rồi, chị còn có đúng bao nhiêu ạ? À? Còn có bao nhiêu mọi người ơi? Chỉ còn trên livestream này đúng 6 bộ nữa thôi nhỉ? Còn 6 bộ cuối cùng, ai chốt thì chốt luôn nha. Chốt xong 6 bộ này sẽ điểm danh này. Ai mà chốt thì chốt luôn nha. Chốt xong 6 bộ này sẽ điểm danh tặng quà, ai chưa có quà lát tặng tiếp. Phần má là 150 nha Vi Thảo ơi. Vi Thảo mà lấy má hồng comment cho chị má hồng nhá. Má hồng 150.000, 150k. Còn ai chốt thì chốt luôn đi nào. Sống son hồng tông gì vậy chị? Da em ơi ngâm. Em ơi, phấn có đủ tất cả các màu nha. Đỏ cam này, đỏ lạnh này, đỏ tươi, đỏ đất và đỏ hồng nha. Còn ai chốt cho luôn mọi người ơi, em chỉ còn đúng bao nhiêu ạ? Chỉ còn đúng 6 bộ nữa thôi. Ai chốt thì chốt luôn nha mọi người ơi, còn đúng 6 bộ nữa thôi. Mọi người ơi, cứ ở lại là có giải khuyến khích nhá. Còn ai lát nữa, bao nhiêu người em sẽ ghi tên bấy nhiêu người để tặng giải khuyến khích. Còn các chị mà không kiên trì thì các chị hủy quà nhá. Tặng một lúc thôi mà cũng được rất là nhiều giải khuyến khích rồi đấy. Còn ai chưa có giải khuyến khích thì lát nữa tặng tiếp. Còn chị nào mà chốt thì chốt luôn nha. 199k. Ok chị Nguyễn Huệ nha, bán cho chị một bộ, chị cho em số điện thoại chị ơi. Em còn có 6 bộ nữa nha, chị nào chốt luôn luôn giúp em đi nào. Em chốt đúng 6 bộ nữa thôi này, rồi em sẽ tặng quà tiếp nha các chị nha. Chị nào chưa có quà thì em tặng tiếp này. Ok chị Thông Trúc Huyền một bộ này, còn 5 bộ nữa thôi này. Quỳnh Côn lấy phấn cho số điện thoại giúp em này. Còn chị nào chốt cho luôn. Chị vẽ lên mặt chị vẽ cái gì lên mặt đấy? Chị vẽ mực lên mặt đây em. Để chị thử phấn cho mọi người nhá. Chị vẽ phấn lên chị vẽ mực lên mặt như này để chị thử phấn cho mọi người này, xem nó có đẹp như lời chị nói không hay là nó xấu xấu như chị thôi nha. Em ơi chị Nguyễn Đình Luân ơi, like này chị mới chấm 3 lần thôi mà một tối chị chấm những rất là nhiều lần, không biết là bao nhiêu lần luôn. Ok này, mọi người ơi còn 5 bộ phấn nữa nha, còn 5 bộ nữa nhá. Huyên Huyên ơi, Huyên Huyên lấy phấn cho số điện thoại đi này. Phấn này cách trang điểm thì nó cực kỳ đơn giản thôi. Chị trang điểm thì như thế nào thì mọi người cũng trang điểm như thế thôi đúng không? Tẩy trang thường xuyên, tẩy trang và tẩy da chết thường xuyên mọi người nha. Ok, cho Tuấn Nhóc một bộ này. Chị Nguyễn Huệ ơi, chị cho em số điện thoại đi ạ. Còn có 5 bộ nữa thôi các chị ơi. Còn có 5 bộ cuối cùng nha. Chị nào chốt cho luôn giùm em đi ạ. Chốt 5 bộ nữa rồi điểm danh tặng quà nào. Em còn đúng 5 bộ nữa thôi. Chị nào mà chốt giùm em nha. 5 bộ cuối cùng này, mặt đây là mặt mộc này. Đây sạm đến đâu thẩm thấu ngày đấy này. Che được thâm nám sạm đen sẹo mụn này. Tàn nhang nếp nhăn đồi mồi vết chân chim lỗ chân lông to luôn. Vừa kiềm dầu tuyệt đối vừa chống nắng chống bóng cho mình. Đi bơi đi chơi đi nắng đi gió cả ngày luôn, không có bị trôi lem, không có bị bết dính này. Mua 1 tặng 4 luôn. Một hộp phấn một lõi là 2, son là 3, chốt mi là 4 nha. Đây mọi người nhá, phấn này. Chị Đỗ Phượng ơi, em ở Tôn Đức Thắng Đống Đa Hà Nội này. Chị nào mà chốt thì chốt luôn nha. Em chỉ còn có đúng 5 bộ nữa thôi. Còn ai mà chốt cho luôn nha. Chốt xong 5 bộ này em điểm danh nhận quà này. Ừ Bạch Diệp ơi, chị đánh rất là nhiều lớp luôn. Chị Nguyễn Huệ ơi, cho em số điện thoại chị Nguyễn Huệ nha. Chị ở Tôn Đức Thắng Đống Đa Hà Nội nha em ơi. Chị Nguyễn Huệ cho em số điện thoại ạ. Chị mà chốt thì chốt luôn ở số điện thoại trên livestream này mới chốt nhá. Chị ơi, sao chị không bị dướng mực là sao chị quá tuyệt vời luôn. Lò Tê Việt ơi. Không phải đâu, cái phấn này chị đánh một lớp ở dưới rồi. Chị đánh một lớp phấn trước khi chị trang điểm cái mực này lên rồi. Nên là mọi người yên tâm là cái phấn này nó rất là an toàn và lành tính cho da. Bảo vệ da rất là tốt luôn. Vừa chống nắng, vừa chống bóng, vừa dưỡng da, vừa kiềm dầu, vừa chống bóng luôn nha mọi người nha. Tuấn Nhóc ơi, ship vô Sài Gòn được không? Được, được nha em nhá. Chị Nguyễn Huệ ơi, chị cho số điện thoại bị sai rồi nè. Chị Nguyễn Huệ cho em lại số nha, còn 5 bộ nữa nào. Mọi người ơi, chốt xong 5 bộ nữa là điểm danh nha. Còn ai mà chốt thì chốt luôn. Có sợ bị mốc mặt không chị ơi? Em ơi, đánh chị đánh rất là nhiều lớp này, nếu mà nó mốc thì nó mốc hết rồi nha em nhá. Càng đánh thì càng đẹp luôn. Cái phấn này càng đánh thì càng đẹp luôn. Tông màu hai tông màu này, tông màu gì ạ? Tông màu 21, tông da tự nhiên nhá. Hợp phấn da tinh chất phấn cushion này, chỉ số chống nắng 50+. 0121 và 776860 là gì hả chị? Số điện thoại chị cho bị thiếu mà, bị sai số mà. À bị cái ký tự gì nó chèn vào ấy. Chị nhìn lại đi ạ.
Ngọc Lành Nguyễn Thị, phấn dùng ok lắm chị. Đây nhá, phấn tông màu C21 này, hạn sử dụng đến 2021 này, chỉ số chống nắng 50 cộng nhá. Giá chỉ có 199k, ngoài thị trường đang là 700.000 đồng. Hôm nay sale còn 199, còn đúng 5 bộ nhá, còn ai chốt thì chốt luôn. Chị ơi, chị cho em lại số điện thoại chị Nguyễn Huệ nhá. Chị comment lại số điện thoại giùm em ạ. Để em chốt cho chị nhá, nếu chị không cho số điện thoại em không chốt ở đâu. Một hộp dùng được bao lâu? 1 năm em ơi. 1 năm nha, một bộ này em dùng 1 năm cho chị. Dùng 1 năm thoải mái luôn. Đi chơi, đi bơi, đi biển, đi rắn, đi gió quẩy thoải mái luôn nhá, không có bị lo lem, lo trôi, không có bị lo bờ, lo bết đâu. Ok chị Huyên Nguyễn, em thấy số chị Nguyễn Huệ rồi nha. Còn 4 bộ nữa nha mọi người ơi, còn 4 bộ nữa nha. Trang Nguyễn thấy 4, thấy Trang Nguyễn này. Em chốt đúng 4 bộ cho 4 người nữa rồi em điểm danh các chị nhá. Các chị nào mà đợi thì đợi nốt đi nào, còn đúng 4 bộ phần nữa thôi. Còn ai mà đang băn khoăn thì đặt luôn đi. Em nói thật với các chị luôn, sắp Tết rồi và em nói luôn với các chị luôn là Tết cái phấn này sẽ lên giá nhá. Không còn giá sale như này đâu. Các chị yêu ạ, Tết là em sẽ lên giá nhá. Các chị mua bộ phấn này về ấy, các chị mua phấn này về mà các chị dùng nhá. Mà 1 năm không hết, các chị dùng 2 năm, 3 năm. Hạn dùng là 3 năm cơ. Em mua phấn về dùng cho khách, khách khen phấn giữ lâu. Cảm ơn em nhá Ngọc Lành Nguyễn Thị. Ok, cái phấn này tông màu 21, tông da tự nhiên. Nên là đánh nó rất là ăn phấn. Mọi người có rất là nhiều người bảo là ui da chị đánh không ăn phấn đâu, nên là chị chẳng mua phấn bao giờ. Nhưng các chị sai lầm rồi nhà. Ngày xưa ấy thì cái phấn vì sao nó không ăn quá 1 năm có sao không? Chị Thúy Nga ơi, hạn dụng của nó là 3 năm. Dùng không hết thì vứt đi chị ơi. Em cũng chả biết là nó có làm sao không, nhưng em chưa dùng bao giờ. Chưa bao giờ dùng, tại vì chị nào dùng nhiều thì là 1 năm hết, dùng ít thì hơn 1 năm. Còn các chị ơi, Tết là hết nha mọi người ơi. Ok chị Nguyễn Huệ, em thấy số chị rồi đấy nha. Em còn 3 bộ nữa thôi. Cái combo này ngoài like là 700. Nếu mà mọi người muốn mua để dành đến Tết đánh ấy thì bây giờ mua là được rồi nhá. Tại vì bây giờ nó vẫn còn đang giá này. Còn ngoài like cái combo này là 700 và không được khuyến mại nữa đâu nhá. Và em xin thưa mọi người luôn là Tết kiểu gì cũng lên giá. Và không lên nhiều thì kiểu gì cũng phải lên tầm 50 đến 70 đến 80 nghìn. Và có thể là lên đến 300 nhá. Cùng lắm là sale cho mọi người là 300 đã vẫn là sale rồi. 300 nghìn là Tết mọi người nha. Còn bây giờ mọi người mua thì giá chỉ có 199 nghìn đồng thôi. Và Tết thì em sẽ lên cái combo này với giá là 300. Tại vì là, vì sao? Vì cái hạn sử dụng của phấn là 3 năm. Nên các chị ơi, dùng các chị để thoải mái luôn. Nên là em khuyên các chị mua luôn rồi bây giờ. Còn có mấy nữa đâu mà Tết đâu, hơn 2 tháng nữa thôi. Bay đi qua lại cái là Tết thôi mà. Đúng không các chị? Thế nên các chị tranh thủ đi, cái gì cũng phải tranh thủ. Nhất là chị mẹ, các mẹ bỉm sữa ấy ạ. Còn chị nào chốt cho luôn nha, em còn có đúng 3 bộ, 4 bộ nữa thôi ạ. Chị Xanh Nguyễn ơi, có chống nắng chị nhá, chỉ số chống nắng của đó là 50 cộng. Nhất là các chị mà trong miền Nam ấy, em là người miền Bắc. Còn các chị mà dân Sài Gòn ấy ạ, nắng mưa thất thường thì các chị ơi đi nắng đi mưa thoải mái luôn. Đi nắng cũng được, đi mưa cũng được luôn nhá. Các chị mà nóng được quá là ra mồ hôi này, thoải mái luôn. Không có bị bờ bết, lem trôi gì cả. Đi bơi, đi chơi, nắng gió thoải mái luôn. Ok, em chốt chị Đỗ Phượng một bộ rồi nha. Còn chị nào mà chốt thì chốt luôn giùm em đi ạ. 199k bộ này. Ngoài like combo này đang là 700. Thì hôm nay trên like mọi người sẽ được chốt với giá 199k. Tiến đạt cho số điện thoại đi. Tiến đạt cho số điện thoại nhá. Đồng thời cho luôn tên của em đi. Tên của em cộng số điện thoại chị nhá. Đẹp nhức nách luôn mọi người ơi. Thề cả mọi người luôn. Dùng sướng dã man luôn. Thế mọi người tranh thủ đi. Cái gì cũng phải tranh thủ. Còn có 3 bộ nữa thôi. Còn có 3 bộ cuối cùng nhá. Đẹp lắm luôn. Thề cả mọi người. Chị ngày nào cũng like mà, ngày nào cũng like nhá. Ngày nào chị cũng like này. Còn ai chốt thì chốt luôn nhá, còn 3 bộ nữa thôi nha. Ai chốt thì chốt luôn. Quỳnh Cun tặng quà em đi. Ok, lát nữa chị tặng quà Quỳnh ơi. Còn 3 bộ nữa nào, thu chốt đúng 3 bộ nữa rồi thu tặng quà này. Ai chưa có quà thì lát tặng tiếp nhá. Đánh nhiều thế có sợ bị bí da không chị ơi? Đấy, quan trọng là không bí da mới thích cơ chứ. Nó không bị bí da một chút nào luôn. Càng đánh thì càng bị. Nếu như mọi người dùng cái phấn phô, phấn gì ạ? Phấn nén, phấn khô ngày xưa ấy, thì em xin nói mọi người luôn, đánh như thế này thì da của mọi người nó cứ mốc lên và nó sẽ bị bờ lên. Mọi người nhìn nó không thể chấp nhận được luôn ấy. Tại vì nó mốc mặt làm sao mà nhìn nó bị như này. Nhưng cái phấn này ghê cả mọi người luôn. Đánh lên nhìn da ưng dã man luôn ấy. Lúc nào mình bảo ước gì được da đẹp như này. Đẹp lắm luôn, thề cả mọi người. Còn chị nào chốt cho luôn nha. Em còn có đúng 3 bộ nữa thôi. Nhanh thì còn mà chậm thì hết hàng nhá. Còn ai chốt được không nào? Chốt nhanh mọi người ơi, chốt nhanh rồi tặng quà nha. Mỗi người sẽ được nhận một giải khuyến khích này. Tiến ơi, Tiến cho số điện thoại chưa Tiến nhở? Tiến đạt. Tiến đạt cho số điện thoại đi em yêu ơi. Đỗ Như Quỳnh trả lời tin nhắn em đi. Em nhắn tin bao giờ? Quá 24 tiếng sẽ được phép tin nhắn em nhá.
Em ơi, dép thì nhắn Đỗ Như Quỳnh ở số Beva đi em. Ừ, thì không dép trước cho nó đi. Đỗ Như Quỳnh avatar màu hơi xanh xanh. Em bảo nó chụp ảnh nhưng mà nó ghi nó quay cái chỗ mà hai người nhỏ nó viết bình luận này. Bổ sao mà được mà chụp ảnh này. Không được em ơi, chụp như thế không được. Thông Trúc Hiền ơi, một bộ là 4 món luôn. 4 món luôn. Hộp riêng hay là hay riêng hộp và chị. À, một combo 4 món này là 199.000 nha. Đỗ Như Quỳnh ơi, em chụp như thế không được đâu. Em chụp phải chụp chia sẻ các hội nhóm em chụp lại chị. Em bấm phần đã đăng ấy, hoặc là em vào nhật ký hoạt động em chụp lại chị mới được. Chứ còn em chụp cái kiểu đã bao nhiêu nhóm em khoanh cái mấy mình bao nhiêu nhóm để chị biết em chia sẻ của cái bài viết nào, của cái trang nào, đúng không? Em có phải làm chia sẻ của chị shop chị không hay là em chia sẻ của shop nào khác thì làm sao chị biết được. Hà Trần ơi, một bộ gồm có 4 món đấy chị yêu này. Em còn 3 bộ. Còn 3 bộ cuối cùng nha. Thùy Dương, giọng chị này giống mi sói thế. Trời ơi. Giọng chị á, giọng chị Việt Đực à. Giọng chị là giọng Bắc này. Và giọng chị bị khàn nữa. Nhưng mà giọng chị đợt này nó không còn, nó không còn là giọng của chị nữa. Nó không còn thánh thót, lảnh lót như ngày nào. Hà Trần ơi, chị Hà Trần ơi, một bộ là 4 món nhé. Chị mà lấy cho em số điện thoại nào. Chị Hà Trần lấy phấn cho em số điện thoại. Mọi người ơi, chỉ còn bao nhiêu ạ? Chỉ còn duy nhất 3 bộ nha. Còn đúng 1 phút nữa này, chị nào mà chốt cho luôn cho em đi ạ. Còn 1 phút cuối cùng để chốt nhá. Còn đúng 1 phút cuối cùng, em cho các chị cơ hội 1 phút cuối cùng để chốt hàng. Chị nào mà chốt cho luôn nha. Chốt xong em bắt đầu điểm danh này. Còn 3 bộ cuối cùng và 1 phút nữa để em chốt hàng nha. Còn chị nào chốt cho luôn. Còn đúng 1 phút nữa để chốt hàng này. Làm sao chụp ảnh vậy chị? Em ơi, em chia sẻ, em vào bấm vào cái phần đã đăng ấy. Em ấy bút địa chỉ cho chị nhé, em buồn ngủ. Em ơi, Thông Trúc Hiền ơi, không cần nhắn tin cho chị địa chỉ đâu. Sáng ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện cho em để lấy địa chỉ nhá. Hoặc là em nhắn tin được. Em thích thì em nhắn tin, còn em không thích thì em không cần phải nhắn tin đâu. Địa chỉ lát nữa nhân viên bên chị có địa chỉ, có số điện thoại rồi thì có gì sáng mai nhân viên các bạn bên chị sẽ gọi điện cho em để chốt đơn. Ok chị Hà Trần nhá, em cho chị Hà Trần một bộ này. Còn 2 bộ nữa nha mọi người ơi, còn đúng 1 phút nữa nhá. Còn đúng 1 phút nữa là em điểm danh này. Còn chị nào chốt cho luôn này, kẹo nghệ, có kẹo nghệ đây nha. Ôi hôm nay chị ăn kẹo nghệ nhỉ. Ai lấy kẹo nghệ, có một kẹo nghệ nha. Kẹo nghệ em đang bán là 250 nha mọi người ơi. 280 hộp này, theo còn 250. Hộp kẹo nghệ này là 280 nha. Chị nào hôm nay chốt trên live sẽ được mua với giá 250. Hộp kẹo nghệ của Osala đây nha các chị nhỉ. Hộp kẹo nghệ Osala này 280, theo còn 250 nhá. Chị nào lấy kẹo nghệ, có một cho em kẹo nghệ nha. Em chỉ còn đúng bao nhiêu ạ? 2 bộ cuối cùng. Bảo Bình mà lấy phấn cho số điện thoại nha. Kẹo nghệ các chị ăn trực tiếp giùm em nha. Kẹo nghệ đúng rồi, kẹo nghệ ăn trực tiếp luôn. Phương Ngọ ơi, mai 10 giờ sáng mai chị lại like nhá. Chị nào lấy kẹo nghệ comment cho em kẹo nghệ này. Chị nào lấy phấn comment phấn cho em này. Kẹo nghệ Osala này đang bán là 250 nhé. Ngoài đang bán là 280.000. Hôm nay ai mua trên live, ngoài live stream, hệ thống của em đang bán là 280 này. Hôm nay chị nào chốt trên live stream em sẽ sell còn 250. Chị nào lấy comment cho em là kẹo nghệ nhỉ. Kẹo nghệ cộng số điện thoại. Được tặng thẻ cào không? Không có được tặng thẻ cào đâu Phan Điển Nhi. Chị nào lấy kẹo nghệ comment lên luôn nhé. Kẹo nghệ Osala cộng số điện thoại này. Kẹo nghệ Osala này em đang bán là 280 này. Chị nào lấy comment cho em kẹo nghệ này. Có thấy Vương Đệ nhá, có thấy Vương Đệ này. Còn ai chốt nữa không ạ? Còn ai chốt thì chốt luôn mọi người ơi. Còn ai chốt cho luôn nha, còn 2 bộ cuối cùng ạ. 1 phút cuối cùng nha, chị nào chốt cho luôn. Chị nào lấy kẹo nghệ comment kẹo nghệ cho em nha. Thấy Vương Đệ nha. Ăn ngon cực kỳ luôn nha các chị ơi. Em ơi bỏ lấy ăn đi em. Quỳnh ăn ngon mà, ăn đi. Ăn đi cho đẹp da. Ăn kẹo nghệ này ngon cực kỳ luôn. Bảo Bình ơi, kẹo đây nha Bảo Bình. Viên kẹo cực kỳ ngon luôn. Viên tinh bột nghệ, sữa ong chúa và mật ong nha. Đến hạn sử dụng là đến hạn sử dụng của phần của cái kẹo này là bao nhiêu đây ta? Đến hạn sử dụng của nó là 1 năm. Ngày sản xuất là 1 tháng 10 và ngày xả hạn sử dụng là 1 tháng 10 2019. Mới sản xuất cách đây 20 mấy ngày, chưa được 1 tháng. Ok chưa ạ? Và gì ạ?
Và cái này thì nó có rất là nhiều tác dụng, vừa dưỡng da, vừa giảm cân, vừa tăng cân, vừa trị mụn, trị sẹo, trị gì ạ, trị nám luôn. À mà lấy kẹo nghệ comment cho em nhá. Còn chị nào lấy kẹo nghệ comment, kẹo nghệ ăn ngon cực kỳ các chị ơi, ăn ngon đã luôn. Còn ai nữa ạ? Kẹo nghệ có trị dạ dày nha em ơi. Huyên Huyên cho xin miếng đi nào. Phi Thảo ơi, kẹo nghệ có dùng, có công dụng gì, có trị dạ dày không? Có trị đau dạ dày đây. Công dụng này, về sức khỏe thì chữa đau dạ dày, viêm loét dạ dày tá tràng. Về phục hồi sức năng sức khỏe này, giúp phục hồi sức khỏe này, cho làn da vóc dáng này, bổ máu cho phụ nữ sau sinh. Có nghĩa là phụ nữ sau sinh và sinh em bé xong ấy thì ăn cái này cực kỳ tốt luôn. Các chị nào vừa phẫu thuật thẩm mỹ xong này, vừa phẫu thuật thủ thuật đấy ạ, vừa mổ đẻ chẳng hạn. Ngăn ngừa ung thư, đào thải các chất độc hại cho cơ thể, làm đẹp này, trắng da, nuôi dưỡng làn da trắng sáng, đẹp hồng từ bên trong cơ thể, điều trị mụn do nóng gan, nội tiết thay đổi đến tuổi dậy thì này, do tính chất công việc này, làm liền các vết sẹo và vết thâm do mụn gây ra, đẩy lùi các sắc tố đen trên da như nám, sạm, tàn nhang và đồi mồi, và trẻ hóa làn da, vóc dáng thì giảm cân và tăng cân theo ý muốn của bản thân. Nếu ai muốn tăng cân thì ăn trước ăn. À quên, tăng cân thì ăn sau ăn. Còn giảm cân thì ăn trước ăn. Vì là sản phẩm làm từ thiên nhiên nên không có chất bảo quản nha mọi người nhé. Và không có chất hóa học nên tốt nhất là nên bảo quản là nơi thoáng mát hoặc là để trong tủ lạnh là tốt nhất. Còn chống chỉ định là phụ nữ có thai và trẻ em dưới 1 tuổi. Trẻ em đang có thai. Phụ nữ đang có thai và trẻ em dưới 1 tuổi. Quên lại bảo trẻ em đang có thai là có thể ăn được kẹo nghệ này. Rất là ngon các chị ạ. Còn ai chốt vườn nữa không? Chị nào lấy kẹo nghệ comment cho em nhỉ? Ok Vi Thảo nhá, kẹo nghệ này mẹ em đau dạ dày thì ăn luôn đi, cực kỳ ngon, dễ ăn lắm. Chị cũng đang bị tiền đau dạ dày. Chị nói chung là vừa đang đau dạ dày, vừa đang trong quá trình lão hóa da này, vừa bị mụn này. Thế là chị rất là thích cái ăn cái kẹo này, ngày nào cũng phải kiên trì ăn, không bỏ một lần nào luôn. Chỉ mong đến giờ được ăn kẹo thôi. Thì cái kẹo này nó rất là dễ ăn nha. Trẻ đang có thai là nguy hiểm đó chị, ha ha. Đúng rồi. Chị nói một câu mà quá là nguy hiểm đúng không? Ok nhá, còn ai chốt nữa không ạ? Còn ai chốt nữa không nào? Còn ai chốt phần nữa không? Nếu không ai chốt phần thì bây giờ chị thu tặng quà tiếp nhá. Tặng tiếp quà này. Giải khuyến khích nào. Ai chưa quà bây giờ comment lên nào. Phụ nữ có thai thì lại nói là trẻ em có thai chết dở. Sảnh một ly là đi một dặm đúng không? Ok, còn ai nào? Ai chưa quà nào? Duyên Hoàng chưa quà này. Duyên Hoàng có quà. Lương Diệu có quà. Xuân Hân Nguyễn có quà. Lan Phạm có quà. Thúy Tún có quà. Lò Thị Việt có quà. Thúy Nga có quà. Bảo Bình có quà. Hân Nguyễn Ngọc có quà. Trang Nguyễn có quà. Thúy Tún có quà. Huyên Huyên có quà. Huyên xinh gái này. Ok, Huyên xinh gái có quà. Huyên Huyên xinh gái nha. Trần Thị Thư có quà. Thu Trần có quà. Rồi tặng thế thôi nhá. Còn ai chưa có thì mai đi. Mai 10 giờ sáng mai Thu lại like tặng quà tiếp cho các chế này. Ai chưa quà thì mai đúng 10 giờ sáng lại lên like, lại gặp nhau lại tặng tiếp nhá. Còn bây giờ Thu kết thúc like đây. Bây giờ Thu kết thúc like nha. Hẹn mọi người đúng 10 giờ sáng mai tặng quà tiếp. Bây giờ Thu kết thúc like nha. Hẹn mọi người 10 giờ sáng mai đi. 10 giờ sáng mai lại vào tặng quà tiếp. Bây giờ em kết thúc like nhá. Bye bye mọi người.